Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Hoa Cổ Quỷ qua tác phẩm có tựa đề Đưa Quỷ Về Nhà phần 2. Cách đây 2 tuần thì kênh Sóm đã có phát phần 1 rồi. Phần 1 vẫn tựa đề là Đưa Quỷ Về Nhà. Thì trước khi bước vào phần 2 thì xin tóm tắt lại phần 1 đôi chút, để cho quý vị nào chúng ta chưa có nghe phần 1 thì chúng ta cũng nắm rõ được cái cốt truyện ở phần 1 như thế nào. Thì ở phần 1 là chuyện nói về một cô bé đáng thương tên là Vân La. Cha mẹ mất sớm, chú ruột bị một kẻ đạo sĩ mua chuộc, cho nên là bày ra cái cách là cưỡng hiếp cô bé rồi giết chết cô bé đi để hiến xác cho cái lão đạo trưởng này luyện thành cương thi. Sau khi đã luyện xong thành cương thi, nhưng vì cái cơ thể của cô bé này có một cái căn mạng và vô thuật quá mạnh, bởi vì ba mẹ của cô bé vốn là những người sử dụng vô thuật, cho nên gã không có thể khống chế được cô bé. Cuối cùng thì Vân La đã trở thành một thi quỷ và đã quay trở về cái ngôi làng của mình báo thù những kẻ đã từng hãm hại mình, đã từng khinh rẻ gia đình của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần 2, cũng là cái hành trình tiếp theo của thi quỷ Vân La. Trong câu chuyện này thì cô sẽ hóa thành Đông Tuyết. Cô nên duyên với một người pháp sư tên là Mộ Sinh. Và trong câu chuyện này diễn biến ra sao, hành trình như thế nào, thì ngay bây giờ đây xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Quý thính giả cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Hoa Cổ Quỷ bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có dán trong phần mô tả video. Và quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Có sinh ắt có tử, đó là quy luật của cuộc sống. Song song với người dương luôn có người âm tồn tại. Những linh hồn vất vưởng chờ ngày được chuyển kiếp luân hồi, chúng ta vốn không thể thấy họ, nhưng họ vẫn xung quanh chúng ta. Họ có mặt ở mọi nơi, lang thang khắp ngõ ngách. Chúng ta không thể giao tiếp với người âm, không thể nhìn thấy và nghe được họ nói chuyện. Không phải họ nói một ngôn ngữ khác, mà đó là âm dương cách biệt. Nếu không có vật gì đó giúp liên kết, thì chúng ta và họ giống như người là chim trên trời, kẻ là cá dưới nước. Những người đó có đôi mắt âm dương cũng chỉ có thể thấy người âm, nhưng lại không nghe được họ nói gì. Vì vậy, những người này luôn bị người âm theo bám. Vì khi họ biết có ai đó nhìn thấy được mình, họ muốn được lắng nghe và nhờ vả, muốn người đó giúp họ hoàn thành những chuyện mà lúc còn sống họ chưa làm xong. Nếu vô tình ta nghe được tiếng khóc ai oán, nhìn thấy được thân hình thoát ẩn thoát hiện với hình thù đáng sợ, không phải vì chúng ta nhẹ bóng vía mà thấy, mà là họ muốn chúng ta nhìn được họ. Họ đang trêu ghẹo phá phách chúng ta. Những người nhẹ bóng vía còn có thể bị họ dựa, bị nhập. Không phải người âm nào cũng có thể gây rối cho người dương. Những linh hồn vất vưởng nhiều năm chưa siêu thoát, hoặc những hồn ma chứa nhiều oán hận cùng chấp niệm, những hồn ma đó mới có được nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy. Họ dần mất đi bản tính vốn có của mình, trong đầu chỉ toàn oán niệm cùng hận thù, nên họ luôn tìm người dương để trút giận. Họ muốn những người họ gặp được đều phải sợ hãi thét gào. Có như vậy họ mới thấy dễ chịu một chút. Nỗi hận càng lâu, chấp niệm càng dài, từ ma hóa quỷ, đó mới là điều đáng sợ đối với người dương. Khi bóng tối xâm chiếm ánh sáng, lúc tiếng gào thét khóc lóc vang dội khắp nơi, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, và mắt người không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Lúc đó họ đã đến, và bàn tay lạnh lẽo của họ
sẽ bóp méo linh hồn đang hoảng loạn của bạn. Đừng sợ, sợ là chết. Nhà cổ ở Việt Nam. Trung Phong là một nhà kinh doanh có tiếng. Ông đang định mở công ty sản xuất tại Việt Nam, vì ở Việt Nam bỏ vốn ít mà làm được nhiều. Hàng được làm từ đó đem về Trung Quốc và xuất khẩu đến các nước khác sẽ lời được gấp 3 lần. Ông đã tìm được nơi để xây công ty. Đó là một mảnh đất rộng rãi với ngôi nhà cổ có từ những năm 1920, thời Hội đồng ngày xưa. Ngôi nhà đã rất cũ kỹ nhưng vẫn kiên cố trụ lại ở đó qua từng ấy năm. Vốn mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu những người vào mảnh đất đó để chuẩn bị thi công không lần lượt chết đi. Trước lúc họ mất, tinh thần của họ ở trong trạng thái sợ hãi tột độ, luôn miệng nói xin cô tha cho tôi. Thấy tình trạng quỷ dị của họ, ông bắt đầu tìm hiểu về ngôi nhà cổ này. Ngôi nhà đó bị ma ám, đó là những gì ông biết được sau khi hỏi thăm. Được người giới thiệu, Trung Phong tìm tới địa chỉ của một pháp sư có tiếng. Đến nơi của địa chỉ được ghi trên giấy, Trung Phong đưa tay nhấn chuông cửa. Cánh cửa được người ở bên trong mở ra. Trước mặt Trung Phong là một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ta khoảng chừng 25-26 tuổi, gương mặt góc cạnh, ngũ quan thanh tú, dáng cao hơn 1m7, thân hình hơi gầy nhưng không quá ốm yếu. Trung Phong liền cất lời. Xin chào, tôi đến tìm pháp sư mộ sinh. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn Trung Phong rồi đáp lại với giọng rất nhẹ nhàng. Trùng hợp quá, tôi là mộ sinh. Khác hẳn với vẻ mặt kinh ngạc của Trung Phong, mộ sinh tươi cười đưa mắt nhìn ông. Thấy Trung Phong im lặng, mộ sinh thở dài. Xem ra lại có người không tin tưởng vào thực lực của anh rồi. Quả thật Trung Phong hơi thất vọng. Ông cứ nghĩ pháp sư mộ sinh là một người có tuổi, với nhiều kinh nghiệm nên mới có tiếng trong giới tâm linh. Nhưng khi gặp được người thật, Trung Phong bắt đầu nghi ngờ về những lời khen ngợi đến từ bạn mình. Người đó nói với Trung Phong, pháp sư mộ sinh từng nhận rất nhiều trường hợp về ma quỷ. Những chuyện anh nhận lúc nào cũng được giải quyết êm đẹp. Nói mộ sinh rất thần thông quảng đại. Nhưng với độ tuổi này, xem ra là bạn ông nói quá đi rồi. Thấy Trung Phong im lặng, mộ sinh lần nữa lên tiếng. Đến rồi thì cứ vào trong trước đã. Mộ sinh vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ. Anh không vì sự nghi ngờ của Trung Phong mà cảm thấy khó chịu. Trung Phong đành phải bước vào nhà. Dù gì cũng đã đến thì cứ nói chuyện xem thế nào đã. Trung Phong ngồi xuống sofa. Mộ sinh ngồi ở đối diện với ông. Anh vừa hỏi qua danh tính của Trung Phong thì từ trong phòng bếp một giọng nữ có vẻ bực bội vang lên. Mộ sinh chết tiệt, anh chiên trứng rồi biến đi đâu vậy hả? Ghét hết cả rồi. Lúc này mộ sinh mới giật mình. Anh chỉ kịp nói một câu với Trung Phong ngồi đối diện. Trung tiên sinh chờ tôi một chút. Nói rồi mộ sinh nhanh chóng đi vào trong bếp. Đừng có tức giận, anh lập tức chiên cái mới cho em. Đồng Tuyết liếc xéo mộ sinh một cái, dù mang biểu cảm không mấy vui vẻ nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của gương mặt cô. Đồng Tuyết có một làn da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt ống ả, môi không son vẫn hồng hào diễm lệ, đôi mắt to sắc sảo với hai cặp lông mi cong cong. Đồng Tuyết ngó ra ngoài nhìn Trung Phong một cái, cô hỏi, ai thế? Mộ sinh vừa chiên trứng vừa trả lời, khách hàng của chúng ta đó. Đồng Tuyết nghe xong thì nhướng mày, cô có chút khó hiểu. Trên người ông ta không có dòng theo, cũng không có âm khí bao quanh, tìm đến đây làm gì? Mộ sinh bày ra bộ dạng bất đắc dĩ. Anh đã kịp hỏi đâu? Đồng Tuyết đưa tay sờ lên mũi, sau đó chớp đôi mắt to tròn ra vẻ vô tội.
Mộ Sinh tình cờ quen biết Đông Tuyết vào một đêm cuối đông. Khi đó, Đông Tuyết mặc một chiếc đầm trắng tinh, tóc xõa dài ngang lưng. Cô đứng trên cầu Lâm Xuyên cao lớn, cạnh mép lan can. Ai đi qua cũng tò mò ngó xem, nhưng lại không dám dừng lại quan tâm. Bởi vì bọn họ nào biết cô là người hay ma. Ở chỗ Đông Tuyết đang đứng, đã có nhiều vụ tự tử. Người ta vẫn thường gặp những vong hồn ở đây, và những lời đồn ma quái cũng ngày một nhiều. Lúc này Mộ Sinh mới xuất hiện. Anh cảm nhận được cây cầu này có quán khí, liền dùng lọ nước thánh khai mở mắt âm. Mộ Sinh thấy ở phía dưới cầu một bóng người u ám đang đứng trên mặt sông. Tay của người đó đưa lên hướng về phía Đông Tuyết mà vẫy gọi. Không, nói chính xác hơn, cái bóng đen đó không phải là người. Đó là một hồn ma, mà còn là ma chết oan tìm người thế mạng. Này cô ơi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Trước hết cô hãy về nhà, ở đây âm khí nhiều, cô rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Đông Tuyết quay đầu nhìn về phía Mộ Sinh. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả Mộ Sinh và Đông Tuyết trong lòng không hiểu sao có chút chấn động. Đông Tuyết nhìn anh rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không có nhà. Mộ Sinh ngẩn người mất mấy giây. Anh hơi bối rối, còn đang suy nghĩ làm sao để khuyên cô thì Đông Tuyết đã lần nữa lên tiếng. Anh sẽ cho tôi chỗ để về chứ? Lúc đó không hiểu sao Mộ Sinh đã đồng ý. Thấy anh chấp nhận, Đông Tuyết liền mỉm cười, gương mặt cũng thay đổi chóng mặt. Lại đây, đứng nãy giờ mỏi chân quá, anh cõng tôi về đi. Đông Tuyết lúc này có khí chất giống như một nữ vương, quyền lực đến không thể từ chối. Mà cũng có thể chỉ một mình Mộ Sinh thấy vậy, và anh lại nguyện ý chịu theo lời cô. Sống chung với Đông Tuyết một thời gian, Mộ Sinh mới phát hiện ra Đông Tuyết có thể giao tiếp với người âm mà không cần vật dẫn. Cô chẳng những thấy mà còn nghe và cảm nhận được âm khí cùng tà vật. Đây là lần đầu tiên Mộ Sinh gặp được một người đặc biệt như vậy. Từ đó hai người họ liền trở thành đồng đội, cùng nhau giải quyết những linh hồn tội lỗi chứa đầy oán hận. Trở lại với hiện thực, theo lời kể của Trung Phong, họ quyết định cùng nhau đến Việt Nam một chuyến. Mặc dù Trung Phong không mấy tin tưởng họ, nhưng khi nghe Mộ Sinh nói khi nào giải quyết được mới nhận tiền công thì ông liền chấp nhận. Mộ Sinh là cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, nhưng anh từng được một người Hoa gốc Việt nhận nuôi, cũng có vài lần ghé thăm đất nước hữu tình này, vậy nên Mộ Sinh biết khá rành về tiếng Việt. Lúc chuẩn bị xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Mộ Sinh nói với Đông Tuyết. Chút nữa ra ngoài em nhớ đi cạnh anh, sân bay đông người phức tạp, em lại không biết tiếng Việt, để đi lạc là khổ đó. Đông Tuyết bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, cô ngẩng mặt lên đầy vẻ tự tin. Anh cũng quá xem thường em rồi, tiếng Việt thôi mà, em biết thừa nha. Mộ Sinh khá bất ngờ, nhưng hiếm khi thấy Đông Tuyết chủ động nói chuyện kiểu như vậy. Anh liền nhanh chóng nhập vai phối hợp một cách nhiệt tình. Là anh có mắt mà không thấy núi thấy sơn, không ngờ Đông Tuyết nhà ta lợi hại như vậy. Đông Tuyết cũng từng có duyên sống ở Việt Nam mấy năm. Đó là một đất nước thân thiện, nếu không phải có vài nguyên nhân đặc biệt, cô quả thật muốn định cư ở Việt Nam. Sau khi xuống máy bay, Mộ Sinh và Đông Tuyết ở tạm trong một khách sạn. Nghỉ ngơi một lúc, họ liền đến nhà của Trần Văn Tâm, một trong sáu người đã vào ngôi nhà cổ khảo sát cho Trung Phong. Theo lời của Trung Phong thì Trần Văn Tâm là người còn sống duy nhất. Tuy nhiên tâm trí của cậu ta không còn tỉnh táo, lúc nào cũng thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đến nơi họ gặp mẹ của Trần Văn Tâm. Sau khi thuyết phục một lúc thì bà cũng để Mộ Sinh và Đông Tuyết vào gặp con trai mình. Cả người của Trần Văn Tâm gầy gò, hai mắt thâm quầng đến đáng sợ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt lừ đừ không có sức sống. Cậu chỉ mới 28 tuổi mà trông hốc hác
không khác gì một ông già. Sau khi quan sát được một lúc, Đông Tuyết liền nói: trên người anh ta không có dông theo, nhưng quán khí xung quanh rất là nặng, âm khí cũng xâm nhập vào tận bên trong cơ thể. Xem ra cái chúng ta sắp đối phó không đơn giản là một quan hồn, mà rất có thể là một hồn ma quá quỷ. Mộ Sinh vừa nói, anh vừa lấy một lá bùa trong túi ra, đưa vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Tiếp theo dùng một cây kim loại nhỏ đâm vào đầu ngón trỏ của mình. Mộ Sinh dùng máu của anh vẽ lên trán của Trần Văn Tâm một ấn ký. Lại muốn tìm khổ. Đông Tuyết nói với giọng điệu không mấy vui vẻ, nhưng trong đôi mắt của cô lại có sự lo lắng khó giấu. Cơ thể Mộ Sinh có chỗ đặc biệt, anh có thể thu hút những thứ âm tà của người khác về cơ thể của mình. Tuy nhiên, Mộ Sinh phải dùng bùa để thanh tẩy những thứ ô uế đó. Mỗi lần như vậy, cơ thể anh rất mất sức và suy yếu. Mộ Sinh rất tự nhiên xoa đầu Đông Tuyết một cái. Đừng lo lắng, cũng không có gì nguy hiểm. Nếu bây giờ anh không cứu anh ta, thì sớm hay muộn, anh ta cũng sẽ mất mạng. Anh và em cũng không biết được đã có chuyện gì xảy ra bên trong ngôi nhà cổ. Nói xong, Mộ Sinh chạm vào tay của Trần Văn Tâm. Anh bắt đầu tập trung tinh thần. Lúc này, trên người Trần Văn Tâm xuất hiện một làn khói đen vây quanh. Với đôi mắt bình thường thì sẽ không thể nào thấy được. Làn khói đen bắt đầu di động, rồi từ từ chuyển từ người của Trần Văn Tâm qua người của Mộ Sinh. Một lúc sau, làn khói đen cũng từ người Trần Văn Tâm chuyển qua hết cho Mộ Sinh. Cậu ta lập tức đứng phắt dậy, miệng không ngừng la hét: tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng của Trần Văn Tâm run rẩy, vẻ mặt sợ hãi đến tột độ. Cuối cùng, cậu cũng lấy lại được ý thức. Đông Tuyết vội đỡ Mộ Sinh đang đứng không vững ngồi xuống. Cô đi tới trước mặt của Trần Văn Tâm. Lúc này, cậu ta vẫn còn đang ôm đầu hoảng loạn. Đông Tuyết thẳng tay tát vào mặt của Trần Văn Tâm một cái. Cậu ta giật mình, đưa tay ôm lấy một bên mặt. Tinh thần của Trần Văn Tâm cuối cùng cũng đã ổn định lại. Mộ Sinh bên cạnh khẽ nuốt nước bọt. Vốn đang mệt mỏi, cũng phải mở to mắt ra nhìn khí thế hừng hực của Đông Tuyết. Quả nhiên thật là uy vũ, thật là oai phong. Theo lời kể của Tâm, cậu và năm người khác đã cùng nhau đến ngôi nhà cổ đó, bao gồm vợ chồng Tư Nghĩa, cha con chú Ba, Phú và cậu. Họ đến là muốn xem qua cấu trúc của ngôi nhà, rồi bàn kế hoạch xây dựng công ty. Vì chỉ đến xem qua tình hình nên họ đi buổi chiều cho tiện. Lúc ấy tầm 5 giờ chiều. Mùa này ở miền Nam rất nóng, nhưng khi họ đặt chân vào ngôi nhà cổ, ai cũng cảm thấy không khí bên trong mát lạnh lạ thường. Họ chia nhau ra nhìn khắp nơi, rồi làm dấu những chi tiết quan trọng. Màn đêm cứ thế dần kéo đến và bao trùm lấy mọi nơi. Đến khi họ quyết định ra về thì đã gần 8 giờ tối. Lúc bọn họ sắp cùng nhau đi tới cổng chính, đột nhiên ở sau lưng họ, một tiếng khóc nức nở vang lên. Bọn họ liền quay đầu lại nhìn, thì thấy chính giữa sân có một cô gái không biết từ đâu xuất hiện. Cô gái mặc một bộ bà ba màu trắng, nhìn rất duyên dáng và sang trọng. Cô ấy có tư thế ngồi xổm, quay lưng về phía bọn họ. Hai tay cô ôm mặt, đôi vai mảnh mai rung lên nhẹ nhẹ vì khóc. Tiếng khóc của cô gái đầy ai oán nghẹn ngào, âm thanh thê lương vang trong không gian yên tĩnh, càng thêm rùng rợn và quỷ dị. Cô ơi, cô không sao chứ? Sao cô ở đây? Tư Nghĩa cất tiếng hỏi. Chị Tư kế bên ôm tay của chồng mình, không biết sao chị Tư lại cảm thấy hơi sợ. Tôi đau lắm. Cô gái ấy vừa nói vừa khóc. Giọng của cô gái nghẹn ngào, nghe bi ai đến tột độ. Phú là người đứng hơi nép qua bên hông. Cậu ta chợt nhìn thấy ở dưới đất, trước mặt của cô gái kia, là một vũng máu. Không những thế,
Từ trên người cô gái có từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Mặt mày của Phú lập tức trắng bệch. Phú nói với giọng run run: "Chúng ta mau về đi. Về rồi báo cảnh sát đến giúp. Chứ em thấy có cái gì đó không ổn." Phú vừa dứt lời thì một cơn gió lớn từ đâu thổi tới. Cơn gió mang theo hơi lạnh đến đáng sợ. Nó thổi trực tiếp vào sau ót của từng người. Tất cả đồng loạt quay đầu lại xem phía sau mình. Chợt ai cũng hoang mang. Cơn gió rất lớn mà cây cối xung quanh lại không hề dao động. "Các người không nên đến đây." Giọng cô gái vang lên. Lúc này đã không còn là một giọng nói đáng thương nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn oán hận. Tựa như được phát ra từ dưới địa ngục, đầy âm u và đáng sợ. Mọi người giật mình, lập tức quay lại nhìn cô gái. Bọn họ hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy cô gái đứng đối diện với bọn họ từ bao giờ. Làn da cô gái trắng xanh quỷ dị, đôi mắt đen sâu hun hút, mái tóc dài rủ rượi trên vai, nét mặt vừa thống khổ vừa oán hận. Tay phải cô gái có cầm một cây dao nhỏ thường dùng để gọt trái cây. Đáng sợ hơn khi trên cổ của cô gái có một vết cắt sâu ngang qua. Máu từ trong vết thương vẫn đang chậm rãi trào ra ngoài. Rất rõ ràng, cô gái này không phải là con người. Mấy người Trần Văn Tâm lập tức bỏ chạy. Nhưng họ sao có thể nhanh bằng quỷ được. Chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ đã đứng trước mặt Tư Nghĩa. Nữ quỷ không ngừng dùng dao chém liên tục lên người anh ta. Không có vết thương, chẳng thấy máu. Vậy mà toàn thân Tư Nghĩa cứng ngắc. Mắt anh ta trợn ngược rồi ngã xuống đất. Tư Nghĩa chết ngay lập tức. Vợ anh ta quá sợ hãi nên ngất liệm đi. Mấy người còn lại cuối cùng cũng chạy được qua cửa chính ra ngoài. Phía sau lưng bọn họ, tiếng của nữ quỷ văng vẳng bên tai: "Ở trên mảnh đất này không ai được chết tử tế cả." Thoát ra ngoài, bọn người Trần Văn Tâm liền báo cảnh sát, bởi họ muốn nhanh chóng cứu vợ Tư Nghĩa về. Cảnh sát đến nơi phát hiện chị Tư đã trở nên điên dại. Cái chết của Tư Nghĩa cũng được cảnh sát kết luận là do đột quỵ. Từ lúc rời khỏi ngôi nhà cổ đó, sáu người bọn họ, kẻ thì chết, người thì trở nên điên dại. Cứ khi họ nhắm mắt lại, hình ảnh nữ quỷ đó lại hiện ra. Những lời nguyền rủa của cô ta văng vẳng mãi bên tai. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét, chúng không ngừng thay phiên tra tấn đầu óc của bọn họ. Tất cả lần lượt hóa điên rồi tự sát. Đến hiện nay, chỉ còn Tâm may mắn được mộ sinh cứu. Trên đời này không có việc gì là dễ dàng cả. Kể cả khi cứu người thì vẫn phải trả giá. Mộ sinh cũng không ngoại lệ. Khi trở về khách sạn, mộ sinh liền lấy một lá bùa được viết bằng máu đem đi đốt. Rồi anh trộn tro của lá bùa hòa cùng với rượu, một hơi uống hết. Lúc sau mộ sinh liền rơi vào hôn mê. Cơ thể của anh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng điều đáng nói, mồ hôi của mộ sinh lại có một màu đen đầy quỷ dị. Thân thể mộ sinh đang chứa tà khí trong người Trần Văn Tâm. Hiện giờ cơ thể anh đang thanh tẩy thứ ô uế đó. Quá trình thanh tẩy không hề dễ chịu. Đó là cái giá mà mộ sinh phải trả. Đông Tuyết tuy xót cho mộ sinh, nhưng cô không thể giúp ích gì được. Đông Tuyết chỉ đành ngồi một bên giúp mộ sinh lau mồ hôi, rồi dùng tay xoa phần bụng đang đau âm ỉ của anh. Khi mặt trời lặn, bóng đêm buông xuống, là lúc những thế lực tâm tối trỗi dậy thống trị. Dương khí bắt đầu lùi bước, âm khí cứ thế bao trùm. Cả cơn gió cũng mang theo sự lạnh lẽo. Ngôi nhà cổ vẫn yên lặng tồn tại trong đêm. Xung quanh cây cối tùm. Nhưng kỳ lạ là bên trong lẫn bên ngoài dường như không có một con côn trùng nào sống. Ngay cả dế cũng không dám cất tiếng kêu. Một âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh.
Đó là tiếng cánh cửa chính của ngôi nhà mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là Mộ Sinh và Đông Tuyết. Đông Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh, cô muốn đi tìm nữ quỷ thì Mộ Sinh đã giữ lại. Làm gì? Đông Tuyết quay qua khó hiểu nhìn Mộ Sinh. Mộ Sinh mỉm cười tủm tỉm trả lời. Em đừng vội, đã đến tận nhà cô ta rồi thì chờ cô ta ra tiếp đón thôi. Dù gì cũng là chủ nhà, sẽ không để khách chờ quá lâu đâu. Đông Tuyết liếc Mộ Sinh một cái, cô cũng không tiếp tục đi tìm nữa mà cùng Mộ Sinh ngồi xuống ghế trong đại sảnh. Mộ Sinh lấy từ trong người ra một cái bánh, nó có thương hiệu mà đó giờ Đông Tuyết chưa thấy. Anh bẻ đôi cái bánh rồi đưa cho cô một nửa. Ăn thử đi, bao ngon. Đông Tuyết không khách khí, cô nhận lấy rồi cắn một cái. Vừa ăn Đông Tuyết vừa nói. Ngon thật á. Mai mua nhiều chút đi, đem về nhà từ từ ăn. Thấy Đông Tuyết thích, Mộ Sinh cũng nở nụ cười thỏa mãn. Được. Đông Tuyết định cắn miếng thứ hai thì gió từ đâu thổi mạnh vào. Cô có chút không vui, đành dẹp miếng bánh qua một bên rồi cùng Mộ Sinh đứng lên. Cách bọn họ không xa, nữ quỷ đã đứng đó. Trên tay cô ta vẫn cầm cây dao nhỏ. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ bị cắt đứt. Vết thương đáng sợ vẫn đang rỉ máu. Mộ Sinh và Đông Tuyết có thể thấy cả cuốn họng của nữ quỷ đang chuyển động. Âm thanh ma mị và đầy ai oán vang lên. Dựa vào đâu các người được hạnh phúc chứ? Không ai có thể hạnh phúc trên mảnh đất này. Không một ai. Chợt nữ quỷ giận dữ hét lớn. Cô ta giơ con dao lên rồi lao nhanh về phía hai người họ. Đông Tuyết vẻ mặt không đổi, cô cũng đi nhanh về phía nữ quỷ. Mộ Sinh phía sau lập tức lấy một lá bùa ném lên lưng của Đông Tuyết. Lúc lá bùa dính trên lưng của cô cũng là lúc nữ quỷ giật mình hoảng loạn. Nữ quỷ bị một lực hút mạnh mẽ về phía Đông Tuyết, sau đó hòa vào cơ thể của cô. Lúc này Đông Tuyết đứng yên, đôi mắt của cô trắng giả. Không chậm trễ một phút giây nào, Mộ Sinh lao đến. Anh dùng dao cắt lòng bàn tay mình, rồi lấy máu vẽ lần lượt lên trán, mắt và tai của Đông Tuyết. Khai mở thông linh, mộng hồi ký ức. Đây chính là cách mà Mộ Sinh và Đông Tuyết có thể biết nguồn gốc của ma quỷ. Đông Tuyết là người đặc biệt. Mộ Sinh để hồn ma đi vào cơ thể của cô, rồi dùng thuật để Đông Tuyết đi vào ký ức của họ. Từ đó, cô có thể thấy hết tất cả mọi chuyện qua đôi mắt của hồn ma đó. Vào thời Pháp thuộc, ở Nam Kỳ lúc bấy giờ, ở miền Tây có một ông hội đồng hoàng đầy quyền thế. Ông hoàng nổi tiếng là một người khó tính, hay nói đúng hơn là tàn bạo. Ông hội đồng hoàng có một người con gái duy nhất, tên là Ngân Quỳnh. Có người cha như thế, vậy mà lại sinh ra cô Ngân Quỳnh hiền lành. Mọi người từ kẻ ăn người ở, ai cũng quý mến cô. Ngân Quỳnh mang nét đẹp dịu dàng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đúng với câu đẹp người đẹp nết. Mấy ngày ở liền trong nhà khiến Ngân Quỳnh có chút buồn chán, nên sáng nay cô liền xin phép theo Vũ Hà đi ra chợ. Đi được một đoạn thì thấy phía trước có nhiều người xúm lại một chỗ. Ngân Quỳnh tò mò đi tới, thì ra có một thanh niên đang bán thân. Một người phụ nữ đứng kế bên Ngân Quỳnh, bà ta vừa nói vừa thở dài thương cảm. Ê, tội nghiệp, mẹ thì mất sớm, hai cha con làm thuê sống qua ngày, giờ cha cũng bị bệnh mà chết. Nhà nghèo quá không có đất chôn, vợ ra đây bán thân để xin đất chôn cha. Nói xong người đàn bà thở dài một cái. Ngân Quỳnh nghe vậy cũng thương lắm. Vũ Hà. Vừa nghe Ngân Quỳnh gọi,
Vũ Hà phía sau nhanh chóng đáp lời. Dạ, cô chủ gọi tôi. Ngân Quỳnh dịu dàng lên tiếng. Chú xem rồi thu xếp cho người này đi, cho người ta có miếng đất chôn cha, chứ để vậy tội lắm đa. Vũ Hà nghe xong hơi do dự, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo. Bà đi về phía thanh niên kia rồi cùng anh nói chuyện. Thanh niên này tên là Ba Nam, tuổi mới 20. Biết được Vũ Hà muốn giúp mình, anh liên tục cúi đầu cảm ơn. Vũ Hà thấy vậy liền xua tay. Ôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Ngân Quỳnh đi kìa. Là cô chủ ngỏ lời tôi mới giúp được đó chứ. Bây giờ Ba Nam mới thấy Ngân Quỳnh đang đứng cách đó không xa. Anh nhìn về phía cô rồi cúi đầu. Cảm ơn cô Ngân Quỳnh đã thu nhận tôi. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả ân tình này. Ngân Quỳnh là con gái mới lớn, lại ít tiếp xúc với người lạ. Thấy Ba Nam nói chuyện với mình cũng có chút ngại ngùng. Có chi mà anh nặng lời. Anh cứ yên tâm mừng cho nhà tôi, sau này cũng không lo cái ăn cái mặc nữa. Đó là lần đầu hai người họ gặp nhau. Tuy không nói ra, nhưng khoảnh khắc nhìn về phía đối phương, cả hai đã có chút gì đó rung động. Hoa đã nở chợ xuân nên e ấp, người đến rồi nên mới chịu hé môi. Miệng khẽ cười làm tim thêm xao xuyến, nguyện một đời trọn kiếp mãi chung đôi. Thấm thoát mùa xuân đã đến, khắp nơi nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết. Phiên chợ tràn ngập hương thơm, những chậu hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ. Đầu đầu cũng thấy mai vàng hé nở, trên gương mặt của ai cũng có nét cười vui. Trên tay Ba Nam đang cầm một hộp trang sức bằng gỗ. Nó được chính tay anh tỉ mỉ làm ra. Ba Nam mím môi, anh bối rối đi tới trước mặt Ngân Quỳnh. Thấy Ba Nam đến, Ngân Quỳnh liền nở nụ cười ngọt ngào. Cô cũng chủ động đi về phía anh vài bước. Ba Nam ấp úng nói. Hôm trước tôi nghe cô chủ nói thích một hộp trang sức bằng gỗ, nên tôi có làm cái nè. Hy vọng cô chủ không chê. Đây xem như là quà mừng năm mới. Ngân Quỳnh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp từ tay Ba Nam. Trong mắt cô không che giấu được bất ngờ cùng sự vui vẻ và e thẹn. Cô chủ thích thì thiếu gì hộp trang sức tinh xảo cũng sang trọng. Có phải mày rảnh lắm không đà? Vũ Hà bên cạnh không vui lên tiếng. Sống từng ấy năm, sao bà không nhận ra được sự khác thường của hai người? Không phải bà ghét bỏ gì Ba Nam, mà bà chỉ sợ mọi chuyện đi quá xa. Lúc đó ông hội đồng mà biết được thì Ba Nam chỉ có đường chết. Ngân Quỳnh sợ những lời của Vũ Hà làm Ba Nam buồn, cô vội vàng lên tiếng giải bày. Anh đừng có nghe Vũ Hà nói, em thích món này lắm đa. Anh mừng chi mà khéo tay quá à. Chiếc hộp càng nhìn càng thấy đẹp. Vũ Hà giật mình, bà nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nói. Trời ơi cô chủ, Ba Nam là cái ăn người ở trong nhà. Cô gọi anh xưng em như vậy làm sao được cơ chứ? Ngân Quỳnh xấu hổ, cô giả bộ giận dỗi phân bua. Ở đây cũng đâu có ai đâu, Vũ Hà là người trong nhà, sợ gì đa. Nói xong Ngân Quỳnh ngại ngùng nhìn Ba Nam một cái, rồi cô mỉm cười quay mặt đi vào trong phòng. Ba Nam vẫn im lặng, nhưng trong mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cô chủ của mình. Đũa móc thì đừng có chọi mâm son, không là chuốc qua dầu thần đo đà. Nói xong Vũ Hà cũng thở dài bỏ đi. Ai không biết, chứ Ba Nam sao lại không biết được. Bản thân anh nghèo hèn, có cố gắng cả đời cũng không thể sánh đôi với cô chủ. Chỉ tại lòng dạ cô chủ quá hiền lương, lại xinh đẹp ngọt ngào, thử hỏi anh làm sao không động lòng cho được. Anh không dám hy vọng xa vời, chỉ muốn ở cạnh ngắm nhìn cô là được. Anh nguyện không lấy vợ, hầu hạ cô chủ cả đời với tư cách là tôi tớ. Như vậy anh đã mãn nguyện rồi.
Ngân Quỳnh đứng cách bà Nam mấy bước chân, cô mỉm cười nhìn anh. Chúc anh năm mới vui vẻ. Bà Nam cúi người xuống chào Ngân Quỳnh, rồi cũng từ tốn đáp lời. Cô chủ năm mới vui vẻ. Sáng mùng một Tết, họ chào nhau bằng một câu chúc. Khi ấy, trong mắt của bà Nam và Ngân Quỳnh chỉ có đối phương. Trên môi của họ là nét cười dịu dàng cùng hạnh phúc. Rất nhanh mùa xuân đã đi qua, để lại cho người ta cảm giác lưu luyến khó quên. Trong đại sảnh vang ra tiếng nói uất ức của Ngân Quỳnh. Con không lấy cậu hai nhà họ Phạm đâu. Cậu ta có tiếng là trăng hoa, tính tình lại cay nghiệt. Con không muốn làm vợ một người như vậy. Ông hội đồng nghe Ngân Quỳnh nói xong thì trừng mắt nhìn cô. Vẻ mặt ông không mấy vui vẻ, trong đôi mắt có vài phần mất kiên nhẫn. Nhưng mà nhà nó có tiền có quyền, đã là đàn ông ai chán trăng hoa. Chỉ cần còn làm mơ hai nhà đó thì tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Ngân Quỳnh nghẹn ngào. Chà, con không gả. Ông hội đồng tức giận đập bàn. Người làm đứng gần đó ai cũng sợ hãi thu mình lại. Ngân Quỳnh cũng giật mình, mắt của cô đã ngân ngấn lệ. Ông hội đồng căn bản không quan tâm. Ông quát lớn. Không có tới lượt mày phản đối. Phân là con, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó. Ngân Quỳnh bật khóc. Cô quỳ xuống trước mặt cha mình. Nhưng mà cha ơi, con lỡ thương người khác rồi. Con xin cha đừng có bắt con gả cho cậu hai mà. Vừa dứt lời, Ngân Quỳnh biết mình đã lỡ lời. Cô vội lấy tay che miệng lại. Trong đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng. Ngân Quỳnh biết cô đã vô tình nói ra chuyện không nên nói. Ông hội đồng nghe xong càng thêm tức giận. Chợt ông bật cười. Tao đã để ý, nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Bởi tao nghĩ mày sẽ biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng xem ra bây giờ không giải quyết thằng cố rách áo ồm đó thì mày vẫn còn tơ tưởng với nó. Dứt lời, ông hội đồng quay qua nhìn mấy thanh niên gần đó. Bọn họ là những chân sai vặt của ông. Tụi bay đi bắt thằng Ba Nam lại đây cho tao. Nghe vậy, Ngân Quỳnh giật thót tim. Cô biết chuyện bản thân có tình cảm với Ba Nam không thể nào chối cãi được, nên chỉ có thể nghẹn ngào khổ sở, quỳ gối đi đến nắm lấy áo của cha mình. Cha ơi, là con thích người ta, chứ người ta không có gì với con hết. Con xin cha đừng làm hại Ba Nam, tội người ta lắm cha ơi. Mặc cho Ngân Quỳnh van xin, ông hội đồng lạnh lùng hất cô qua một bên rồi bước ra sân. Lúc này Ba Nam cũng đã bị bắt tới. Anh nhìn tình cảnh trước mắt cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Ông hội đồng nói với vẻ mặt lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Giữ nó nằm xuống, lấy gậy đánh nó chết cho tao. Bà Nam bị hai người giữ chặt. Họ ép anh nằm sắp xuống. Rất nhanh sau đó, trên lưng anh cảm nhận được những cơn đau. Từng trận đòn tàn bạo cứ thế đánh mạnh xuống. Cơ thể bà Nam vặn vẹo vì đau đớn. Bản thân anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Cha ơi, con lại cha. Con lại cha đừng có đánh nữa. Con gã mà cha. Ngân Quỳnh bất lực cầu xin, nhưng tim của ông hội đồng dường như là sắt đá. Ông không trả lời, chỉ im lặng đứng nhìn. Lúc này trên lưng của Ba Nam đã lấm lem máu. Biết hôm nay không thể tránh khỏi kiếp số, Ba Nam cố gắng nuốt xuống ngụm máu sắp trào ra. Anh dùng chút sức lực còn lại gọi lớn. Ngân Quỳnh, anh yêu em. Đó là lần đầu tiên bà Nam dám gọi tên cô, cũng là lần cuối cùng. Sao mày dám? Ông hội đồng vừa nói xong liền cầm lấy chậu hoa lớn gần đó. Ông bước nhanh về phía bà Nam, rồi dứt khoát lấy chậu hoa đó đập thẳng vào đầu của anh. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến Ngân Quỳnh trở tay không kịp.
Khi cô ý thức được thì mọi chuyện cũng đã rồi. Dòng máu đỏ tươi từ đầu của ba Nam chảy xuống. Đôi mắt anh vẫn còn đang mở nhìn về phía Ngân Quỳnh. Chỉ có điều đôi mắt ấy đã không còn sự sống. Bà Nam đã chết ngay sau khi bị chậu hoa đập vào đầu anh. Ngân Quỳnh ngã khuỵu xuống, chân tay cô rã rời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị ngưng động lại. Mắt của Ngân Quỳnh dán chặt trên người ba Nam. Ông hội đồng phủi tay rồi ra lệnh: đem xác nó ra sau giường chôn đi. Như bừng tỉnh cơn mơ, Ngân Quỳnh gào lên thê lương. Cô điên cuồng nhào đến ôm xác của ba Nam vào lòng. Không, đừng làm vậy. Ba Nam, ba Nam ơi. Ông hội đồng quát lớn: còn không mau tách nó ra, đưa nó về phòng. Ngân Quỳnh bị lôi ra khỏi người của ba Nam. Mọi sự giãy giụa của cô chỉ là vô ích. Em hại anh rồi, em hại chết anh rồi, ba Nam. Mới hôm qua, họ còn nhìn nhau cười. Từng lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Bà Nam từng nghĩ sẽ hậu hạ cô cả đời. Ngân Quỳnh lại luôn mơ một giấc mộng đẹp, rằng sẽ có ngày được cùng anh hạnh phúc. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng hoang đường. Vũ Hà đang ngồi gọt trái cây trong phòng Ngân Quỳnh. Bà đưa mắt nhìn cô chủ đang ngồi bất động trên giường. Đôi mắt cô vô hồn giống như người đã chết. Vũ Hà thở dài. Bà đã sớm có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên cuối cùng vẫn có chuyện xảy ra. Chợt cánh cửa phòng của Ngân Quỳnh được mở ra. Bước vào trong không ai khác, chính là cậu hai nhà họ Phạm. Vũ Hà chưa kịp phản ứng thì bắt gặp cái nhìn sắc bén của ông hội đồng bên ngoài. Mặc dù bà không muốn bỏ cô chủ lại, nhưng Vũ Hà đành ngậm ngùi bỏ cây dao cùng trái táo đang gọt dở xuống, sau đó buồn bã đi ra ngoài. Lúc này, Ngân Quỳnh mới phát hiện cậu hai nhà họ Phạm. Cô còn chưa kịp hết bất ngờ thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Cậu hai, cậu vào phòng tôi làm gì vậy đa? Hắn nhìn Ngân Quỳnh với vẻ mặt đầy kinh tởm. Em nói xem, trước sau gì em cũng là vợ của tôi, cớ chi mà em tỏ ra có hiểu khi tôi tới đây? Ngân Quỳnh không muốn quan tâm đến hắn ta nữa. Cô hướng ra cửa gọi lớn: Vũ Hà, Vũ. Ngân Quỳnh đang gọi thì cậu hai nhà họ Phạm bất ngờ nhào qua ôm lấy cô. Hắn ta nhàm nhở kề sát vào cổ của Ngân Quỳnh mà hít hà. Ngân Quỳnh la lên trong sợ hãi. Cô ra sức phản kháng. Cậu hai bị điên rồi sao? Cha tôi biết được sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu hai nhà họ Phạm nghe xong thì bật cười lớn. Em ngây thơ quá đà. Nếu như ông hội đồng không cho phép, tôi làm sao vào được phòng em cơ chứ? Ngân Quỳnh chợt ngẩng người, lòng cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngân Quỳnh nào có thời gian để khổ sở. Cậu hai nhà họ Phạm đã không ngừng cưỡng ép hôn cô liên tiếp. Ngân Quỳnh dùng toàn bộ sức lực của mình ra sức chống lại và không ngừng kêu cứu. Đáp lại cô, chỉ có cánh cửa vẫn vô tình đóng chặt. Phập. Trong lúc giằng co, Ngân Quỳnh vơ tay trúng được cây dao mà Vũ Hà để lại. Cô chẳng nghĩ ngợi được nhiều, liền dùng nó để tự vệ. Cứ như vậy, cậu hai nhà họ Phạm bị Ngân Quỳnh đâm trúng vào bụng. Vẻ mặt hắn ta đầy sự bất ngờ xen lẫn đau đớn. Hắn ta đưa tay ôm lấy bụng của mình rồi ngã xuống đất. Con khốn, mày dám đâm tao. Ngân Quỳnh hoảng loạn đến mức đánh rơi cây dao trên tay. Đang muốn kêu người đến giúp đỡ thì cô nghe hắn ta lên tiếng từ phía sau. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Nghe nói mày yêu thằng người làm trong nhà. Đáng tiếc nó đã bị cha mày đánh chết. Đợi tao ra khỏi đây sẽ cho người moi xác nó lên.
rồi đem đi cho chó nó ăn. Cái chết của bà Nam, sự vô tình của cha, cùng với lời nói cay độc của cậu hai nhà họ Phạm, tất cả đã thành công khiến cho Quỳnh trở nên mất lý trí. Cô từ từ quay người lại, rồi cúi xuống nhặt lấy cây dao mình vừa đánh rơi. Hai mắt Ngân Quỳnh đẫm lệ nhìn hắn ta. Sáng hôm sau, ông hội đồng cùng với Vũ Hà đi tới phòng của Ngân Quỳnh. Khi cửa vừa được mở ra, Vũ Hà lập tức hét lên trong sợ hãi. Ngay cả ông hội đồng, một người từng trải, cũng phải tái mặt. Ngân Quỳnh đang ngồi giữa phòng, tay của cô vẫn còn đang cầm cây dao. Trên người Ngân Quỳnh khắp nơi toàn là máu. Kế bên Ngân Quỳnh chính là cậu hai nhà họ Phạm. Hắn ta đang nằm bất động, phần bụng máu thịt lẫn lộn. Đây là dấu vết do bị đâm nhiều nhát tạo ra, nhiều tới mức bụng của hắn ta bấy nhầy, nội tạng bên trong sớm đã không còn nguyên vẹn. Mày đã làm gì vậy? Mày muốn cái nhà này sụp đổ, có phải không? Ông hội đồng tuy có chút kinh sợ, nhưng rất nhanh, sự sợ hãi đó lại trở thành một cơn phẫn nộ. Ngân Quỳnh lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô từ từ đứng dậy. Chị cha đã làm gì với cuộc đời của con? Cha sinh ra, nuôi con lớn, vậy tại sao cha lại không thương con cơ chứ? Ông hội đồng vẻ mặt hung tợn. Ông thở gấp vì quá kích động cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, mày có thiếu cái gì? Tao lo cho mày hết thảy, vậy mà mày trách tao không thương mày. Nghe vậy, Ngân Quỳnh bật cười. Nụ cười cô chứa đựng sự thê lương đến não lòng. Ngân Quỳnh cố gắng mở to mắt để ngăn bản thân mình không được khóc, nhưng kết quả nước mắt vẫn rơi. Giọng cô nghẹn ngào. Cha thương con nên giết người con yêu. Bà Nam có tội tình chi, vậy mà cha giết người ta. Cha làm con đau lắm. Càng nói, Ngân Quỳnh càng kích động. Trong lời nói của cô cũng bắt đầu có sự oán hận bên trong. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên má của Ngân Quỳnh, nhưng giờ đây nó trở nên dư thừa vì gương mặt đang dần trở nên méo mó của cô. Cha thương con nên muốn gả con cho một thằng đàn ông bại hoại. Cha thương con nên để cho tên khốn đó nên cưỡng bức con gái của mình. Nói đến đây thì sự kích động của Ngân Quỳnh đã lên đến đỉnh điểm. Cô mất tự chủ, giơ cây dao về phía trước. Bên ngoài, mấy người làm trong nhà đã kéo đến từ lâu. Bọn họ không ngừng bàn tán, rồi đưa đôi mắt lộ liễu nhìn về phía Ngân Quỳnh với một vẻ mặt sợ hãi cùng xa lánh. Tôi không có hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng có được. Đến chết tôi cũng nguyền rủa cái nhà này. Từng người một trên mảnh đất này sẽ không ai được sống yên ổn. Nói xong, Ngân Quỳnh đưa cây dao lên kề vào cổ của mình. Trước sự sợ hãi của tất cả mọi người, cô dứt khoát cắt mạnh một đường dài lên cổ. Máu từ vết cắt lập tức trào ra. Ngân Quỳnh cũng ngã xuống đất. Đôi mắt cô trừng lớn, tiếng khò khè từ cuốn họng không ngừng phát ra. Cơ thể của Ngân Quỳnh cũng bắt đầu co giật. Không lâu sau, cô đã trút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó, oan hồn của Ngân Quỳnh ám ảnh mãi ngôi nhà này. Những cái chết quỷ dị không ngừng xuất hiện. Ông hội đồng cũng trở nên điên dại. Vào đêm tối trời, người xung quanh thường nghe thấy tiếng khóc ai oán. Có người vô tình đi ngang qua nhà ông hội đồng thì thấy Ngân Quỳnh vừa khóc vừa cắt cổ mình. Họ bắt đầu không chịu đựng được. Những hộ gia đình lân cận lần lượt chuyển đi. Thời gian lâu dần, Ngân Quỳnh cũng dần mất đi bản tính. Cho đến hôm nay, Ngân Quỳnh đã trở thành một quỷ hồn
trong đầu chỉ toàn thù hận. Cô chỉ biết phải giết chết những ai dám bước vào ngôi nhà, và họ không được phép tỏ ra hạnh phúc hay vui vẻ ở trên mảnh đất này. Những vết máu của Mộ Sinh trên gương mặt của Đông Tuyết dần biến mất. Mộ Sinh liền lấy một lá bùa màu tím ra. Anh để nó ở trước mặt Đông Tuyết, rồi từ từ kéo quỷ hồn của Ngân Quỳnh ra ngoài. Sau đó, dùng lá bùa đó định trấn áp quỷ hồn của Ngân Quỳnh lại. Đông Tuyết mở mắt, cô đã thành công lấy lại ý thức. Đông Tuyết lập tức kể lại mọi chuyện mà bản thân đã thấy cho Mộ Sinh nghe. Giờ làm sao? Tiêu diệt cô ta? Mặc dù lời nói của Đông Tuyết như vô tâm, gương mặt cũng không thấy có biểu hiện thương xót gì, nhưng Mộ Sinh biết cô chính là hy vọng anh có thể giúp được cho Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh bị oán hận làm cho mất đi bản tính. Chỉ cần giúp cho cô ấy nhớ lại mình của trước kia thì sẽ có cơ hội đi qua cửa môn quan. Lá bùa màu tím đột nhiên bốc cháy. Ngân Quỳnh lấy lại được tự do. Gió khắp nơi nổi lên. Bỗng dưng từ đâu một đàn quạ bay đến. Tiếng quạ kêu xé rách cả màn đêm tĩnh mịch. Những lời nguyền rủa của Ngân Quỳnh không ngừng lặp đi lặp lại. Đi theo đó là tiếng khò khè trước lúc chết của cô ta phát ra. Tất cả đánh thẳng vào đầu óc của Đông Tuyết và Mộ Sinh. Quỷ hồn của Ngân Quỳnh bất ngờ lao đến. Mộ Sinh phản ứng nhanh nhẹn, bước lên ứng phó. Ngân Quỳnh! Mộ Sinh gọi tên của Ngân Quỳnh, chỉ hy vọng có thể để cô ấy nhớ ra mình là ai. Ngân Quỳnh chợt khựng lại mấy giây, nhưng rồi rất nhanh, cô ấy tiếp tục điên cuồng. Đông Tuyết như ngộ ra chuyện gì, cô lớn tiếng nói với Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh, cô không nhớ bà Nam sao? Khi cái tên bà Nam được nhắc đến, Ngân Quỳnh lập tức dừng tay. Xung quanh cũng trở nên im bặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngân Quỳnh vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Đông Tuyết. Anh ấy hận tôi lắm. Giọng Ngân Quỳnh run rẩy, tiếng nói như chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Ngân Quỳnh cho rằng là mình hại chết ba Nam, anh ấy sẽ oán trách cô đã khiến mình mất mạng. Đông Tuyết từ từ đi tới, chậm rãi cất lời. Cô sai rồi, ba Nam không hận cô. Biết mình không tránh được cái chết, ba Nam đã nói yêu cô quên rồi sao? Trên gương mặt của Ngân Quỳnh đầy vẻ ngạc nhiên cùng bất an, giống như cô ấy vừa nghe được một chuyện mà bản thân không dám tin. Đông Tuyết lấy từ trong người ra một cái gương nhỏ, rồi đưa về phía Ngân Quỳnh. Mộ Sinh đề phòng bất trắc, anh liền dùng máu vẽ lên lòng bàn tay hai chữ sát ấn. Ngoại trừ thi quỷ ra, thì bất kỳ ma quỷ nào khi trúng sát ấn đều sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên vì uy lực của sát ấn quá mạnh, nên người dùng cũng sẽ bị tổn hại không nhẹ. Đây chính là cơ hội cuối cùng để Ngân Quỳnh có thể quay đầu. Lúc này, Đông Tuyết đã đứng trước mặt Ngân Quỳnh và cho cô ấy xem dáng vẻ hiện tại của bản thân. Ngân Quỳnh, đây là dáng vẻ mà ba Nam thích sao? Hai giọt máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt của Ngân Quỳnh. Sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại như vậy? Cả người của Ngân Quỳnh khí đen dần tan biến, trả cho cô ấy dáng vẻ của ngày xưa. Tuy vết cắt trên cổ vẫn còn, nhưng trông nó không còn đáng sợ nữa. Hồn phách của Ngân Quỳnh cũng đã bắt đầu yếu đi. Đồng Tuyết khó hiểu nhìn về phía Mộ Sinh. Sao lại vậy? Mộ Sinh lập tức giải thích. Hồn phách của cô ấy nhờ vào oán hận tồn tại rồi lớn lên. Một khi oán hận không còn thì hồn phách cũng sẽ tan biến. Mộ Sinh lấy một lá bùa được xếp thành hình tam giác ra. Đây là bùa định hồn, có thể tiếp năng lượng giúp cho hồn phách tiếp tục duy trì. Anh tiến lên một bước thì Ngân Quỳnh liên tục lùi về sau. Đồng Tuyết có chút gấp gáp, cô tức giận hét lên. Cô làm cái quái gì vậy? Chúng tôi đang giúp cô. Ngân Quỳnh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
Trong Ngân Quỳnh giờ đây rất bình thản, chỉ có đôi mắt là nói lên nỗi buồn khó tả. Không cần, mấy năm nay tôi cũng hại rất nhiều người, nay xem như là quả báo. Anh ba Nam chết lâu rồi, tôi cũng đã quá mệt mỏi. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất, cớ chi phải phí sức. Sinh ra trên đời, có mấy ai được sống theo ý mình. Đã qua rồi cái thời tôi tớ ấy, thế giới cũng ngày một tốt đẹp hơn. Có trách là trách mình không may mắn sinh vào lúc đất nước chưa hòa bình. Có một số người rất tốt, nhưng họ lại chẳng thể đi cùng mình đến cuối đời. Họ chỉ để lại trong ta sự luyến tiếc và những kỷ niệm cả đời lưu giữ. Cánh hoa cuối cùng cũng đã rơi xuống, ai sẽ vì một đóa hoa tàn mà tiếc thương. Hôm sau, Mộ Sinh và Đông Tuyết ngồi máy bay trở về nước. Hai người họ cũng chẳng mượn lưu lại nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn. Từ nay trong ngôi nhà cổ ấy đã không còn nữ quỷ hại người nữa. Trong cơn mơ màng, Đông Tuyết dường như thấy được hình ảnh của Ngân Quỳnh và Ba Nam. Họ đang nắm tay nhau đi giữa biển hoa nở rộ. Phía trước họ tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp. Đông Tuyết giật mình, nhưng cô chẳng muốn mở mắt vì cô sợ mình sẽ khóc. Đông Tuyết biết giấc mơ vừa rồi không hề có thật. Bà Nam vốn chẳng thể chờ được Ngân Quỳnh, bởi vì cô ấy đã vĩnh viễn biến mất. Mộ Sinh ngồi kế bên lại đang nhíu mày, dường như có chuyện gì đó khiến anh phải khó khăn quyết định. Chỉ thấy cứ cách một lúc là Mộ Sinh lại nhìn về phía Đông Tuyết. Cuối cùng anh cắn môi một cái, sau đó rất nhẹ nhàng anh lấy tay chỉnh đầu của Đông Tuyết đưa vào vai mình. Làm xong, mặt Mộ Sinh thỏa mãn khủng khiếp. Anh cười tủm tỉm một lúc rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng Mộ Sinh không hề hay biết, sau khi anh nhắm mắt lại không lâu thì Đông Tuyết liền mở mắt ra. Cô nhìn hình ảnh của mình và Mộ Sinh được phản chiếu trên kính cửa sổ. Đông Tuyết khẽ cười. Chợt cô nhớ đến những lời cuối cùng của Ngân Quỳnh. Mấy chục năm nay, tôi chỉ biết nói ra những lời nguyện rủa. Nay chỉ còn lại giây phút này. Tôi xin chúc phúc cho hai người. Chúc hai người một đời bình an và như ý. Hy vọng đừng có kết cục như tôi. Tại thành phố rộng lớn, nơi mà những ánh đèn không thể rọi vào, trong con hẻm nhỏ hẻo lánh, có hai kẻ say rượu đang lảo đảo đi cùng nhau. Phía trước bọn họ xuất hiện một bóng người, là một cô gái có thân hình mảnh mai, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển động lòng. Một tên say rượu nói với người bạn mình bằng giọng điệu hết sức nham nhở. Hiếu, mày thấy gì không? Trông ngon quá hả? Hiếu liền phụ họa với Thành, chính là tên say rượu còn lại. Ê, thích nó không? Thành nghe vậy liền gật đầu cười khoái chí. Thế là cả hai liền đi tới chặn đầu cô gái kia. Thành cất tiếng trêu ghẹo. Ê, người đẹp, đêm hôm thế này á, đi đâu mình thế? Hiếu cũng nhanh chóng tiếp lời. Ê, có phải em cô đơn không? Đêm nay ở cùng tụi anh nha. Người con gái vẻ mặt sợ hãi, cô muốn quay đầu bỏ chạy thì bị Thành kéo lại. Thành thô bạo đẩy mạnh cô gái va vào vách tường. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Nhìn hai kẻ trước mặt mình, cô gái lên tiếng cầu xin. Hai anh làm ơn tha cho tôi. Thành và Hiếu phá lên cười. Hiếu nói, ê, bọn anh á có làm gì đâu, chỉ đang giúp em thoải mái thôi mà. Nói xong, Hiếu và Thành nhào về phía cô gái. Cả hai cùng nhau liên tục hôn lên cơ thể của cô. Trong lúc chống cự,
cô gái đã cắn trúng vào lưỡi của Hiếu. Hiếu tức giận tát liên tục vào mặt của cô. Thành ở bên cạnh giữ chặt cô gái, rồi thản nhiên nhìn bạn mình đang hành hung người khác. Đột nhiên, Thành giật mình buông cô gái ra, rồi hét lên trong sợ hãi. Hiếu lúc này mới nhìn thấy cô gái đang nằm trên đất đã thay đổi một cách đáng sợ. Da dẻ của cô ấy xanh tím, gương mặt lở loét, hai mắt cô gái mở lớn như sắp lòi ra ngoài. Đây rõ ràng là một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Thành và Hiếu giống như bị dội nước lạnh, cơn say rượu lập tức bay đi mất. Hai người họ sợ hãi quay người bỏ chạy. Về đến phòng trọ của cả hai, Thành và Hiếu lập tức đóng cửa lại. Hai người họ mệt mỏi ngồi xuống ghế thở hổn hển. Một lúc sau khi đã bớt mệt, Thành đi tới bật công tắc đèn lên. Khi ánh sáng bao trùm lấy căn phòng, thì một giọng nói mềm mại cất lên. Sao hai anh lại chạy? Không phải nói muốn làm cho em thoải mái sao? Thành và Hiếu như muốn ngất đi khi thấy cô gái vừa rồi. Cô đang thản nhiên ngồi trên giường nhìn họ. Hiếu lập tức quỳ xuống chắp tay vái lại. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Toàn thân Thành run rẩy, miệng không cách nào nói ra thành lời. Giữa đũng quần của Thành một chất lỏng bắt đầu chảy xuống. Cô gái thấy vậy lấy tay che mũi lại, gương mặt tỏ vẻ chán ghét vô cùng. Vừa rồi em cũng cầu xin như thế đó, nhưng mà hai anh có tha cho em đâu. Ngừng một chút, Vân La nói tiếp. Em tên là Vân La. Trên đường xuống suối vàng, Diêm Dương có hỏi á, thì hai người còn biết là do ai hại chết mình đó mà khai báo. Còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay của Vân La đã xuyên thủng qua ngực của Hiếu. Vân La mỉm cười rồi đưa đầu lưỡi liếm máu trên trái tim vừa được moi ra. Thành chứng kiến hết sự việc liền sợ hãi đến tột độ rồi lăn ra ngất xỉu. Ngày hôm sau, tổ trọng án đã có mặt. Một viên cảnh sát báo cáo lại hiện trường cho Nghĩa, cũng chính là tổ trưởng của tổ trọng án. Hiện trường có hai thi thể là nam, cả hai đều tử vong cùng một nguyên nhân, đó là bị moi tim. Điều đáng nói là không có dấu vết của cuộc ẩu đả, cũng không tìm thấy dấu vân tay hay điều gì bất thường. Một trong hai còn tiểu tiện ra quần. Rất có thể trước khi chết, họ đã nhìn thấy chuyện gì khiến cho họ vô cùng sợ hãi. Nghĩa im lặng suy nghĩ. Vụ án này khiến Nghĩa nghĩ đến hung thủ rất có thể không phải là người. Nhìn từ vết thương, rõ ràng là bị người ta trực tiếp moi tim ra. Một người bình thường sao có khả năng đó? Nghĩa là cảnh sát, vốn sẽ không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng Nghĩa lại là bạn thân của Mộ Sinh, một pháp sư có tiếng. Tiếp xúc với Mộ Sinh nhiều, dù không muốn, Nghĩa vẫn phải tin trên đời có những chuyện mà khoa học không thể chứng minh được. Thêm vào đó, Nghĩa có một cô bạn gái học về vu thuật, cho nên đã không ít lần Nghĩa chứng kiến những chuyện quỷ dị. Hôm nay nhà Mộ Sinh có khách. Một người là Nghĩa, người này Đông Tuyết gặp qua được vài lần. Người còn lại là Linh Hà, sư muội của Mộ Sinh, cũng là bạn gái của Nghĩa. Linh Hà ra nước ngoài đã được 3 năm, hôm nay mới trở về. Mộ Sinh đã thức từ rất sớm để chuẩn bị nấu vài món ngon. Đông Tuyết thì lau nhà và dọn dẹp một chút. Đông Tuyết vừa xong việc thì cũng là lúc chuông cửa vang lên. Người bên ngoài không ai khác chính là Nghĩa và Linh Hà. Vừa trông thấy Đông Tuyết, Linh Hà đã nở nụ cười rất tươi, sau đó tình nghịch hướng về phía Đông Tuyết nháy mắt. Chị là Đông Tuyết đúng không? Quả thật là xinh đẹp đó. Rất xứng với sư huynh của em. Nghĩa bên cạnh nhìn Đông Tuyết gật đầu thay cho lời chào hỏi. Đông Tuyết liền tránh qua một bên mời họ vào nhà. Cô mỉm cười nói. Chị đã nghe Mộ Sinh nói về em. Nay gặp mặt, quả nhiên vừa xinh đẹp lại đáng yêu vô cùng. Hai mắt Linh Hà sáng lên, lập tức đẩy vào người của Nghĩa đang ở bên cạnh. Thấy chưa,
ai cũng thấy em đáng yêu hết á. Nghĩa vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể liên tục gật đầu tán thành. Sau khi ngồi xuống sofa, Linh Hà nghiêm túc nhìn Đông Tuyết rồi nói: thật kỳ lạ, sao ở trên người của chị âm khí lại nặng vậy? Em và Mộ Sinh thường xuyên tiếp xúc với ma quỷ, nhưng mà trên người cũng không nhiều như vậy. Đông Tuyết thản nhiên trả lời: thế em và Mộ Sinh có bị nhập không? Từ khi gặp Mộ Sinh, chị thường để họ vào trong cơ thể mình, có lẽ vì vậy âm khí mới bám vào nhiều như vậy đó. Linh Hà chợt bừng tỉnh, sau đó ngại ngùng cười. Em có nghe sư huynh nói mà quên mất. Ủa, mà sư huynh đâu rồi? Đồng Tuyết chỉ về phía nhà bếp bên trong. Đang chuẩn bị món ngon cho em đó. Ba người nói chuyện thêm một lúc thì Mộ Sinh đã nấu xong. Mọi người liền đưa nhau đến bàn ăn dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, bốn người lại ngồi trong phòng khách nói chuyện. Linh Hà lấy từ vali một cây nỏ tinh xảo cùng một mũi tên sắc nhọn đưa cho Mộ Sinh. Linh Hà nói: sư phụ xem tin biết được có hai người chết vì bị moi tim, đoán là thi quỷ Vân La đã làm. Người bảo em đưa cây nỏ này cho sư huynh, nói mũi tên của nó được làm từ cây nguyệt dao. Vì thư quỷ nó rất là mạnh mà khó đến gần, nên người đã chế tạo lại cây nguyệt dao thành một mũi tên, hy vọng có thêm cơ hội giết chết được Vân La. Nói xong, Linh Hà tiếp tục lấy ra một bức ảnh cũ. Hình ảnh bên trong đã bị nhòe đi, không thể thấy rõ. Linh Hà nói tiếp: còn đây là tấm hình duy nhất của Vân La nè, được chụp từ những năm đầu của thập niên 90, nhưng thời gian đã qua rất lâu, không thể nhìn thấy rõ mặt. Mộ Sinh nhận lấy tấm hình rồi cẩn thận quan sát, sau đó nhíu mày khó hiểu hỏi: hình như bên trong tấm hình có đến hai người. Linh Hà gật đầu: ừ, sư phụ nói đây là tấm hình mà Vân La chụp cùng Từ Bách Dạ, chồng của cô ta. Nghĩa bên cạnh lúc này mới tò mò lên tiếng: quỷ cũng có chồng được sao? Linh Hà biểu môi đáp: em nghĩ là Vân La dùng tà thuật mê hoặc Từ Bách Dạ thôi, sau này anh ta còn bị Vân La hại chết mà. Không hiểu sao trong lòng Mộ Sinh rất khó chịu. Im lặng một lúc, anh đột nhiên bật cười. Đồng Tuyết thấy vậy hỏi: sao vậy? Mộ Sinh lắc đầu. Không hiểu sao anh lại có cảm giác Từ Bách Dạ không phải là Vân La hại chết. Có lẽ là anh ta cam tâm tình nguyện. Đồng Tuyết mỉm cười nhìn vào tấm hình trên tay của Mộ Sinh. Tuy đã không thấy được rõ ràng, nhưng Đồng Tuyết vẫn nhận ra hai bóng người mờ nhạt bên trong. Cô gái ngồi trên một cái ghế, người con trai thì đứng phía sau, đầu của anh ta hơi cúi xuống, có lẽ là đang nhìn cô ấy. Đồng Tuyết nói khẽ: vậy có lẽ anh ta là một tên ngốc. Mọi người đang nói chuyện thì chuông cửa lại vang lên. Người đến là một thanh niên trẻ, gương mặt tiều tụy vô cùng. Vừa bước vào trong, anh ta đã vội vàng lên tiếng: Làm ơn cho tôi gặp pháp sư Mộ Sinh à, tôi bị quỷ ám rồi, xin cứu tôi. Người vừa đến là Minh Tâm. Mộ Sinh để anh ta vào nhà rồi kể lại tình hình mọi chuyện. Minh Tâm vừa tích lũy được một số tiền, liền muốn mua một căn hộ riêng cho mình. Sau mấy ngày tìm kiếm trên mạng thì anh đã chọn được một căn hộ nhỏ nằm gần trung tâm thành phố. Điều đáng mừng hơn là giá cả lại rẻ vô cùng. Anh liền hẹn người môi giới đến xem nhà. Đến nơi anh càng thích nơi này hơn, cứ như vậy liền nhanh chóng làm thủ tục sang tên. Những ngày dọn dẹp nhà cửa trôi qua rất bình thường, cho đến khi Minh Tâm chính thức vào ở. Đêm đầu tiên, Minh Tâm cứ nghe được tiếng mở cửa tủ, nhưng khi mở mắt ra là chẳng thấy gì. Cho đến sáng hôm sau anh thức dậy thì thấy cửa tủ quần áo mở toang. Vốn là người tin khoa học nên anh đã tìm lý do cho sự việc kỳ lạ này. Qua đêm thứ hai, tiếng mở cửa tủ đã không còn, nhưng thay vào đó là tiếng cào cấu rất lớn.
Minh Tâm lập tức bật đèn, sau đó run rẩy mở tủ ra, nhưng cũng không thấy gì kỳ lạ. Anh đã bắt đầu thấy có chút sợ nên đã để đèn mở cả đêm. Chiều hôm sau khi lấy đồ chuẩn bị đi tắm, Minh Tâm thấy giấy dán ở bên trong tủ bị bung ra. Trong đầu lập tức nhớ về sự kiện đêm qua. Vậy là Minh Tâm từ từ xé đi miếng giấy đó. Chân của Minh Tâm mềm nhũn đi khi phát hiện bên trong quả nhiên có những vết cào mờ nhạt để lại. Vì muốn bản thân có thể bình tĩnh lại, Minh Tâm quyết định ra khách sạn ở tạm. Tuy nhiên đêm đó, Minh Tâm vẫn không tránh được một phen kinh hãi. Trong cơn mơ màng, bên tai Minh Tâm vang lên tiếng khóc của trẻ con. Minh Tâm tỉnh ngủ thì đập vào mắt của anh ta chính là gương mặt trắng bệch của một bé trai. Đứa bé ấy đang đứng ở trên đầu giường. Nó đang cúi đầu của mình xuống mặt của Minh Tâm. Minh Tâm hét lên trong sợ hãi rồi bật người dậy. Nhưng lúc này bé trai kia đã biến mất. Đột nhiên tủ quần áo trong khách sạn rung lắc dữ dội. Bên trong là tiếng khóc của đứa bé, xen lẫn tiếng cào cấu không ngừng. Âm thanh rợn người của bé trai vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đau quá, đau quá. Minh Tâm kể xong, gương mặt vẫn còn phản phất sự sợ hãi. Giọng của anh run run nói với Mộ Sinh. Tôi có cảm giác đứa bé đó luôn đi theo mình. Xin cậu giúp tôi với, tôi sắp phát điên rồi. Linh Hà vỗ tay hai cái rồi nói với giọng điệu thích thú. Hay quá, vừa về nước đã có việc làm rồi. Sư huynh, chúng ta mau đến nhà của anh ta xem đi. Vẻ mặt Mộ Sinh thoáng bối rối. Anh đưa mắt nhìn Đông Tuyết rồi lại quay qua nhìn Nghĩa. Thấy vậy, Đông Tuyết đi đến gần Mộ Sinh. Sao vậy? Bị Đông Tuyết bất ngờ hỏi, mặt Mộ Sinh đột nhiên đỏ lên, sau đó ấp úng lên tiếng. Đi bây giờ cũng được, nhưng đợi một chút đã. Linh Hà khó hiểu. Đợi cái gì? Mộ Sinh đi về phía Nghĩa xòe tay. Nghĩa hiểu ý, liền lấy trong người ra một cái hộp vuông nhỏ đưa cho Mộ Sinh. Mộ Sinh nhận lấy rồi đi về phía Đông Tuyết. Đợi sư huynh cầu hôn đã. Nói xong, Mộ Sinh quỳ xuống trước mặt Đông Tuyết rồi mở hộp vuông ra. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đông Tuyết, gả cho anh đi. Đông Tuyết ngạc nhiên nhìn Mộ Sinh, mắt cô dần trở nên đỏ hoe vì bất ngờ và cảm động. Chúng ta còn chưa hẹn hò nữa mà. Mộ Sinh khẽ cười. Sống chung một nhà lâu vậy, có cái gì mà chưa làm cùng nhau đâu. Ngừng một chút, Mộ Sinh nói tiếp. Em không đồng ý thì anh sẽ ăn giả đó. Đông Tuyết phì cười. Cô đưa bàn tay về phía Mộ Sinh. Đeo vào đi. Sau câu nói của Đông Tuyết là tràng vỗ tay của mọi người. Minh Tâm bất đắc dĩ cũng làm theo, trong lòng âm thầm thở dài. Người ta mời thầy trừ tà về rất bình thường, sao tới phiên anh ta thì phải chứng kiến cảnh tượng này chứ. Sau màn cầu hôn nhanh gọn lẹ của Mộ Sinh và Đông Tuyết, mọi người cùng nhau kéo đến nhà mới của Minh Tâm. Vừa bước vào trong, Đông Tuyết đã cảm nhận được nguồn năng lượng linh hồn đến từ tủ quần áo. Đông Tuyết ra hiệu cho Mộ Sinh. Anh ta hiểu ý, liền lấy bùa ra chuẩn bị. Sau khi đã sắp xếp xong, Đông Tuyết đi tới mở cửa tủ. Bên trong quả nhiên có một linh hồn của đứa bé trai. Nhìn nó cũng chỉ mới 4 hoặc 5 tuổi. Gương mặt nó trắng bệch, bên môi còn vương những vệt máu. 10 đầu ngón tay tất cả đều rớm máu. Nhìn thấy Đông Tuyết và mọi người, đứa bé liền òa khóc. Miệng nó phát ra những âm thanh nức nở. Đưa Tiểu Cường đi tìm mẹ đi. Tiểu Cường muốn tìm mẹ. Đông Tuyết thở dài rồi dịu dàng giang tay ra nói với Tiểu Cường. Lại đây,
cô đưa con đi tìm mẹ. Trong đôi mắt đầy huyết lệ kia chợt lóe sáng, Tiểu Cường vui vẻ nhào vào lòng của Đông Tuyết. Chỉ trong nháy mắt, hồn phách của cậu bé đã hòa vào cơ thể của Đông Tuyết. Những hình ảnh mà Tiểu Cường từng nhìn và nghe thấy trước khi chết bắt đầu tái hiện. Sau khi ly hôn, Kim Hoa liền một mình nuôi con trai, cũng chính là Tiểu Cường. Năm Tiểu Cường lên 4, Kim Hoa đã bước thêm bước nữa. Người Kim Hoa lấy chính là Phúc, một người đàn ông có vẻ ngoài cũng xem là tuấn tú. Kim Hoa rất yêu Phúc, mọi chuyện đều nghe theo anh ta. Nhưng thật không may, Phúc lại rất ghét Tiểu Cường, thường hay mắng chửi, thậm chí là đánh đập Tiểu Cường không nương tay. Kim Hoa thấy vậy mà chẳng xót con mình, còn quay ra trách Tiểu Cường không ngoan ngoãn vâng lời. Cho đến một ngày, Kim Hoa ôm Tiểu Cường để vào tủ quần áo. Kim Hoa dùng giọng điệu ngọt ngào nói những lời tàn nhẫn và ác độc. Tiểu Cường ngoan, chúng ta chơi trò trốn tìm nha. Con trốn trong đây, đừng có để cho Dưỡng phát hiện. Khi nào Dưỡng thua rồi, không tìm được con, lúc đó mẹ sẽ đến đưa con ra ngoài. Tiểu Cường nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Kim Hoa vuốt tóc Tiểu Cường, rồi để vào tay cậu một chai thuốc chuột. Đây là siro mà con thích nè. Trong lúc trốn Dưỡng, Tiểu Cường nhớ lấy uống nha. Nói xong, Kim Hoa liền đóng cửa tủ rồi khóa lại. Tiểu Cường trốn trong tủ một lúc, thì nghe theo lời mẹ mà lấy chai thuốc chuột một hơi uống hết. Lúc này, Tiểu Cường chỉ biết thứ mà mẹ nói là siro uống không ngon như mọi ngày. Lúc sau bụng của Tiểu Cường nóng lên, cậu khó chịu luôn miệng gọi mẹ đến. Đáp lại Tiểu Cường chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cơn đau dữ dội khiến cậu càng mất bình tĩnh. Cậu vừa khóc vừa cào cấu vào cửa tủ tới bật cả máu. Đôi mắt của Tiểu Cường bắt đầu quay cuồng. Cậu ngã xuống toàn thân co giật, từ trong miệng máu không ngừng trào ra. Tiểu Cường trẻ nhỏ vô tri, đến lúc chết cậu vẫn luôn chờ mẹ đến cứu mình. Nhưng Tiểu Cường nào hay biết, người mẹ mà cậu yêu thương lại nhẫn tâm hại chết mình. Linh hồn của Tiểu Cường được mộ sinh giữ trong một lá bùa. Mọi người nghe Đông Tuyết kể lại mọi chuyện, ai cũng tức giận vô cùng. Linh Hà nắm lấy tay của Nghĩa kéo đi. Anh là cảnh sát mà, mau tìm rồi bỏ tù bà ta đi. Nghĩa giữ Linh Hà lại bất lực nói. Em bình tĩnh đã, chuyện này đã qua lâu rồi, không có chứng cứ thì làm sao có thể bắt người. Linh Hà không cam tâm. Không lẽ để bà ta sống ngoài vòng pháp luật? Mộ Sinh lúc này mới lên tiếng. Chúng ta về trước đã, sau đó từ từ tìm cách trị tội bà ta. Không thể đưa ra pháp luật, nhưng khiến cho bà ta sợ hãi và sám hối thì chắc không thành vấn đề. Đông Tuyết gật đầu tán thành. Ừ, trong trường hợp này thì cảnh sát không ra mặt được, một pháp sư và một du nữ có khi còn hữu dụng. Sau khi Nghĩa điều tra mới biết được tình hình sau khi Tiểu Cường chết. Khi ấy Kim Hoa là một đám ma nhỏ cho Tiểu Cường. Kim Hoa đã nói với mọi người rằng Tiểu Cường tự trốn trong tủ quần áo và uống nhầm thuốc chuột nên mới dẫn đến chuyện đau lòng. Vốn đã chuẩn bị từ trước nên căn bản không có gì để cảnh sát điều tra. Sau khi Tiểu Cường chết nửa năm thì Kim Hoa và Phúc đã bán căn hộ rồi dọn đi. Hiện tại Kim Hoa không còn ở cùng Phúc nữa, một mình bà ta sống trong một phòng trọ nhỏ hẹp. Công việc hiện nay là lao công trong một khách sạn. Linh Hà đã tìm đến khách sạn nơi làm việc của Kim Hoa và đã tiếp cận được bà ta. Sau khi nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của Kim Hoa, Mộ Sinh và Linh Hà đã bắt đầu thực hiện nghi thức dẫn hồn. Đó là nghi thức chỉ dẫn cho linh hồn đến nơi đã định sẵn. Linh hồn của Tiểu Cường được gọi ra. Linh Hà dùng vu thuật cùng Mộ Sinh phối hợp
giúp Tiểu Cường thấy được giao lộ mà họ đã tạo ra. Đây cũng chính là con đường dẫn đến chỗ của Kim Hoa. Sau khi hết giờ làm việc, Kim Hoa liền trở về phòng trọ. Đang lúc tắm rửa thì Kim Hoa nghe loáng thoáng có tiếng của một đứa trẻ đang gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kim Hoa nhíu mày khóa lại vòi nước lắng tai nghe ngóng, nhưng lại chẳng còn âm thanh nào cất lên. Nghĩ bụng là bản thân lãng tai nghe lầm, nên Kim Hoa cũng không để ý nữa. Cầm nước xong xuôi, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Kim Hoa đang xem tivi thì lại nghe thấy tiếng kêu vừa rồi. Lúc này Kim Hoa mới nhận ra có điều bất thường. Bà ta lên tiếng nói vọng ra ngoài. Ai đó? Ở đây không có ai là mẹ của cháu cả. Đi đi. Sau câu nói ấy thì tiếng khóc của đứa bé lập tức vang lên. Cánh cửa bị ai đó không ngừng đập vào. Tiếng nói của đứa trẻ lại cất lên lần nữa. Con là Tiểu Cường đây nè. Mẹ không cần con nữa hả? Kim Hoa giật mình, tim đập loạn không ngừng. Bà ta run rẩy đứng lên, tiến về phía cánh cửa, rồi từ từ nhìn vào mắt thần ở trên. Hai chân bà ta mềm nhũn khi nhìn thấy gương mặt của đứa bé đang ở bên ngoài. Quả thật chính là Tiểu Cường, đứa con mà bà ta đã nhẫn tâm hại chết. Kim Hoa liên tục lùi về sau. Lúc này trên màn hình tivi xuất hiện gương mặt của Tiểu Cường. Hai hốc mắt của cậu chảy ra những dòng huyết lệ, miệng liên tục gọi mẹ. Kim Hoa sợ hãi tột cùng, bà ta quỳ xuống không ngừng dập đầu lạy Tiểu Cường. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, con tha cho mẹ đi. Lúc này một giọng nữ mềm mại vang lên. Bà biết sai thật sao? Kim Hoa ngước mặt lên thì thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta còn đang bế Tiểu Cường trên tay. Tiểu Cường ôm cổ cô gái ấy, nói với giọng đáng thương. Chị ơi, mẹ không cần em nữa rồi. Kim Hoa không nói một lời. Bà ta đứng dậy chạy tới cửa muốn thoát ra ngoài. Nhưng Kim Hoa lại không cách nào mở cánh cửa kia ra được. Cô gái trẻ vuốt tóc Tiểu Cường rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, chị sẽ để mẹ ở cùng em cho đến khi em rời khỏi nơi này hoàn toàn. Nói xong, cô gái ấy từ từ đi về phía Kim Hoa. Bà ta lùi về sau, lưng dán chặt vào cửa. Nước mắt của bà ta không ngừng trào ra ngoài. Cô là ai? Cô muốn gì? Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười. Tôi là Dân La. Tôi muốn đưa bà đến sống cùng con trai. Đã đến lúc bà phải làm tròn nghĩa vụ làm mẹ rồi. Tiểu Cường nghi hoặc nhìn chị gái trước mặt mình. Cậu ngây ngô hỏi. Sao chị lại nói mình tên Dân La ạ? Em nghe mọi người gọi chị là Đông Tuyết mà. Đông Tuyết nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó nhìn Tiểu Cường trả lời. Trước mặt họ chị là Đông Tuyết, nhưng đến trước mặt những người như mẹ em, chị là Dân La. Nói xong, Đông Tuyết giơ tay ra không chút do dự, bóp lấy đầu của Kim Hoa. Chỉ trong nháy mắt, Kim Hoa có cảm giác mình bị hút đi. Khi nhìn lại thì thấy bản thân chỉ còn là hồn phách, còn cơ thể thì nằm sụi lơ trên đất. Kim Hoa chưa kịp hét lên thì trước mắt bà ta đã tối sầm lại. Khi lần nữa nhìn được thì Kim Hoa thấy mình đang ở trong một khoảng không nhỏ hẹp. Nhìn kỹ hơn mới nhận ra đây là bên trong một cái tủ quần áo. Trên cửa tủ còn để lại những dấu cào mờ nhạt. Kim Hoa run rẩy xoay đầu qua bên cạnh mình thì phát hiện Tiểu Cường đang nhoài người đến. Tiểu Cường cười lên khanh khách ôm lấy Kim Hoa. Con tìm được mẹ rồi. Ở bên ngoài là một không gian tối đen như mực.
chỉ có duy nhất một cái tủ lớn nằm trơ trọi ở đây. Nơi này không dành cho người sống, cũng không phải chỗ của người chết. Đây là giao lộ âm dương, nằm lưng chừng trong khoảng không vô định. Đông Tuyết đang ngồi ở phía trên tủ, trên tay cô là một trái tim đỏ tươi. Đông Tuyết cắn vào một cái, một dòng chất lỏng lập tức trào ra. Tim của người này thật sự rất khó ăn. Đông Tuyết đã sống rất lâu, thay đổi vô số thân phận, cũng đến rất nhiều quốc gia. Nhưng qua ngày hôm nay, Đông Tuyết muốn an phận ở bên cạnh Mộ Sinh cho đến khi anh chết. Cô không muốn ăn tim người để bảo quản nhan sắc nữa, sẽ để bản thân từ từ già đi cùng Mộ Sinh. Sau khi Mộ Sinh chết, Đông Tuyết sẽ dùng mũi tên kia kết thúc chính mình. Sống đủ rồi, có lẽ như vậy mới là viên mãn thật sự. Đông Tuyết vừa mở cửa đi vào thì bất ngờ bị Mộ Sinh kéo tay. Mộ Sinh gấp gáp lên tiếng: "Xảy ra chuyện rồi." Đông Tuyết khó hiểu nhìn Mộ Sinh và mọi người. "Em mới ra ngoài mua cơm có một chút mà. Anh và Linh Hà không thành công giúp Tiểu Cường đến gặp Kim Hoa sao?" Mộ Sinh định lên tiếng thì bị Linh Hà chen ngang. "Có chứ, nhưng đến khi em và sư huynh muốn gọi hồn của Tiểu Cường trở về thì lại không thấy thằng bé đâu." Nghĩa đứng kế bên khẽ nhún vai. Những chuyện như thế này Nghĩa căn bản không hiểu gì hết. Đông Tuyết âm thầm thở dài: "Đừng vội, ăn cơm trước đi, rồi chúng ta đến nhà Kim Hoa xem sao." Đông Tuyết vừa nói hết câu thì chuông điện thoại của Nghĩa đột nhiên vang lên. Nghe máy xong, Nghĩa nhìn mọi người nói: "Không cần đến đâu, Kim Hoa chết rồi." Ngừng một chút, Nghĩa nói tiếp: "Là bị moi tim mà chết." Linh há hốc mồm không nói nên lời. Mộ Sinh ngồi xuống ghế phiền não lên tiếng: "Chúng ta không tìm được Tiểu Cường nữa đâu. Có thể Tiểu Cường đã thấy được gương mặt của Dân La nên bị cô ta giấu đi rồi. Hy vọng Dân La không làm gì tổn hại đến thằng bé." Nói thêm mấy câu thì Nghĩa phải đến hiện trường vụ án điều tra nên đi trước. Linh Hà ở lại một chút cũng ra về. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại Mộ Sinh và Đông Tuyết. Thấy Mộ Sinh vẫn còn buồn phiền, Đông Tuyết liền đi đến ôm anh. Cô khẽ nói: "Chúng ta tổ chức một hôn lễ đi." Đang ủ rũ nghe Đông Tuyết nói vậy, Mộ Sinh phút chốc trở nên tươi tỉnh hẳn. Mộ Sinh không chút do dự lập tức gật đầu. Qua ngày hôm sau, hai người họ cứ như vậy mà cùng nhau đi thử áo cưới. Sắp xếp xong xuôi, họ liền chọn ngày cử hành hôn lễ. Cả hai không có bạn bè gì nhiều nên cũng chỉ mời những người thân quen đến dự. Trước hôn lễ hai ngày lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Đông Tuyết đang gọt trái cây thuận miệng hỏi Mộ Sinh: "Vừa rồi anh Nghĩa có chuyện gì mà về nhanh thế?" Mộ Sinh đi đến ôm lấy Đông Tuyết từ phía sau rồi trả lời: "Cậu ấy đến lấy ảnh của Dân La thử đi phục hồi." Đông Tuyết giật mình, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. "Còn có việc phục hồi được ảnh nữa sao? Nó cũng đã cũ như vậy rồi." Mộ Sinh khẽ cười: "Chỉ thử xem sao thôi. Nghe nói sở cảnh sát vừa có được phần mềm phục hồi ảnh cũ, đã thử nghiệm rồi, rất thành công." Đông Tuyết ậm ừ cho có lệ. Hiện giờ tâm trí của cô đầy lo lắng và hoang mang. Cô phải nghĩ cách lấy lại tấm ảnh trước khi mọi chuyện quá trễ. Từ tổ trọng án trở về nhà, Nghĩa liền tò mò lấy tấm hình mình vừa phục hồi ra xem. Khoảnh khắc tấm hình được lấy từ trong bao ra, Nghĩa thật sự ngỡ ngàng. Bên trong tấm hình là một cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ đang ngồi trên ghế. Phía sau cô gái ấy là người con trai đang mặc bộ quân phục của thập niên 90. Điều đáng nói ở đây, cô gái trong tấm hình có gương mặt giống hệt Đông Tuyết, còn người con trai lại có gương mặt của Mộ Sinh. Nghĩa không kìm được mà thốt lên thành tiếng: "Cái quái gì vậy chứ?
Nghĩa vội vàng lấy điện thoại ra rồi gọi cho Mộ Sinh. Lúc này một tiếng động khá nhỏ khiến Nghĩa giật mình. Tinh thần của Nghĩa đang rất kích động nên vô ý làm rơi điện thoại xuống đất. Âm thanh vừa rồi tuy rất khẽ, nhưng Nghĩa từng được huấn luyện nghiêm ngặt nên rất nhạy cảm với những tiếng động lạ. Theo bản năng, Nghĩa quay về hướng phát ra âm thanh, thì giật mình khi thấy Đông Tuyết đang đi từ xa tới. Nghĩa thở hắt ra một cái. Nếu Đông Tuyết thực sự là Vân La, thì lần này bản thân chết chắc rồi. Đông Tuyết nhìn tấm hình trong tay của Nghĩa, rồi khẽ nói: "Vẫn là đến trễ rồi." Không để Nghĩa lên tiếng, Đông Tuyết chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt của anh. Bàn tay mảnh mai tưởng chừng như yếu đuối kia giờ đang bóp lấy cổ của Nghĩa. Sức lực mạnh đến nỗi Nghĩa có cảm giác giống như là chỉ cần Đông Tuyết khẽ lắc tay thôi thì cổ của mình sẽ lập tức bị bẻ gãy. Tại nhà của Mộ Sinh, Linh Hà với đôi mắt đỏ hoe, Mộ Sinh lại im lặng đến đáng sợ. Đông Tuyết ngồi bên cạnh cũng khó chịu trong lòng. Cô lên tiếng: "Vẫn không liên lạc được với Nghĩa sao?" Linh Hà nghe vậy lập tức nhìn Đông Tuyết với vẻ mặt đau khổ: "Anh ấy có phải đã chết rồi không?" Đông Tuyết không ngờ Linh Hà sẽ nói như vậy nên liền trấn an: "Không đâu, anh ấy chỉ là mất tích thôi mà." Linh Hà giống như không nghe thấy lời của Đông Tuyết mà càng thương tâm, lặp lại câu nói vừa rồi: "Anh ấy có phải đã chết rồi không?" Mộ Sinh nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh nói trong sự bất lực: "Là vì tấm ảnh kia sao?" Đông Tuyết không chịu được nữa, cũng rơi lệ, tự hỏi phải làm sao với tình hình này đây. "Hay là chúng ta giờ lại ngày đám cưới đi." Linh Hà nghe vậy lập tức đứng phắt dậy: "Không được." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đông Tuyết, giọng của Linh Hà nhẹ đi vài phần: "Biết đâu ngày chị và sư huynh cưới nhau, anh ấy sẽ trở về thì sao?" Thấy Mộ Sinh cũng đồng ý với lời của Linh Hà, Đông Tuyết cũng không nói gì thêm nữa. Tại nhà thờ, trước giờ cử hành hôn lễ 2 tiếng, Đông Tuyết đã có mặt bên trong. Thợ vừa trang điểm cho Đông Tuyết xong thì Mộ Sinh cũng bước vào. Mộ Sinh trả tiền liền muốn thợ trang điểm ra về. Đông Tuyết có chút khó hiểu với thái độ kỳ lạ của Mộ Sinh nhưng lại không nói gì. "Cũng đã tới giờ rồi, sao bên ngoài im lặng như vậy? Khách đã đến chưa?" Mộ Sinh dịu dàng vuốt tóc của Đông Tuyết, ánh mắt thoáng buồn trả lời: "Anh vào là để đưa em ra ngoài." Tuy có chút nghi ngờ nhưng nghĩ là do chuyện của Nghĩa nên Mộ Sinh mới như vậy, nên Đông Tuyết cũng không để ý. Mộ Sinh và Đông Tuyết bước ra thì phát hiện không có một bóng người. Đông Tuyết hoang mang quay qua nhìn Mộ Sinh: "Sao lại không có ai vậy?" Từ cửa chính, Linh Hà bước vào. Trên tay Linh Hà chính là cây nỏ có mũi tên làm từ thanh nguyệt dao. Linh Hà lạnh lùng nhìn Đông Tuyết nói: "Bởi vì hôn lễ đã bị hủy rồi." Đông Tuyết sợ hãi lùi lại phía sau. Cô nhận ra có lẽ bí mật mình che giấu đã bị bại lộ rồi. Mộ Sinh bên cạnh bất ngờ lấy một lá bùa màu tím giơ lên không trung, sau đó đọc những câu chú cổ quái. Đông Tuyết cảm nhận được một sự áp chế mãnh liệt đến từ phía trên. Cô ngước lên nhìn thì thấy trên trần nhà vô số lá bùa được treo lơ lửng thành một trận pháp. Tuy trận pháp này không giết được Đông Tuyết, nhưng quả thật có thể giữ chân cô trong một khoảng thời gian. Linh Hà mỉm cười trong tức giận: "Thi quỷ Vân La, chắc cô không ngờ trước khi Nghĩa bị cô hại đã kịp gửi hình chụp bức ảnh kia cho sư huynh trước, sau đó mới gọi cho anh ấy. Điện thoại vừa kết nối cũng là lúc cô xuất hiện. Một câu nói của cô khi đó sư huynh đã nhận ra." Ngừng một chút, Linh Hà nói tiếp:
hôm nay là ngày Dân La biến mất trên cõi đời này. Nói xong, Linh Hà liền đưa cây nỏ lên. Đồng Tuyết lập tức quay qua nhìn Mộ Sinh. Vẫn là không thể ở cùng nhau sao? Mũi tên từ cây nỏ được bắn ra, bay về phía Đồng Tuyết. Linh Hà đã dùng vu thuật lên mũi tên, nên sức mạnh của nó rất lớn. Những giây cuối cùng, Mộ Sinh đột nhiên từ bỏ trận pháp. Anh lao đến ôm chậm lấy Đồng Tuyết. Mũi tên cứ như vậy xuyên thấu qua cả hai người. Mộ Sinh mỉm cười, trong miệng liền trào ra dòng máu đỏ tươi trước sự ngỡ ngàng của Đồng Tuyết và Linh Hà. Trên đầu của Đồng Tuyết vang lên âm thanh yếu ớt của Mộ Sinh. Đừng sợ, anh đi cùng em. Dứt lời, Mộ Sinh liền gục xuống. Đồng Tuyết vội vàng ôm lấy cơ thể dần mất đi sự sống của anh. Vết thương trên người của Đồng Tuyết chậm rãi lở loét và lan rộng ra, nhưng cô lại chẳng cảm thấy sợ hãi hay đau đớn gì. Từ Bách Dạ đã là một tên ngốc, tại sao đến khi làm Mộ Sinh anh vẫn ngốc như vậy? Linh Hà ngã quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Mất rồi, mất hết tất cả rồi, đều tại cô hết. Tại sao cô lại hại anh Nghĩa? Tại sao cô lại là Dân La? Đồng Tuyết nhìn qua Linh Hà bật cười. Cười xong cô lại khóc. Đồng Tuyết lấy từ trong người ra một cái chìa khóa, ném về phía Linh Hà. Đi về phía nam khu đất trống, sẽ thấy một nhà kho. Bên trong có người đang chờ em ở đó. Linh Hà không tin được, liền nhìn Đồng Tuyết. Sau đó nhìn Mộ Sinh, hai mắt đã nhắm nghiền trong lòng cô. Đồng Tuyết nhíu mày cao giọng nói. Nếu giờ em không đi liền, có khi đến đó chỉ còn là một cái xác. Nghe như vậy, Linh Hà lập tức cuống cuồng đứng dậy. Sau đó nhìn qua Mộ Sinh một lần nữa, mới vội vàng chạy đi. Đồng Tuyết phất tay một cái, những cây nến được thắp trang trí cho buổi lễ lập tức rơi xuống. Không bao lâu, lửa bắt đầu phần cháy lên dữ dội. Khi Linh Hà cứu được Nghĩa trở về, thì biết tin lễ đường đã bị thiêu rụi. Không những thế, nơi đó đột nhiên xuất hiện hố tử thần. Cả nhà thờ bị nó nuốt chửng xuống lòng đất sâu thẳm. Tại Việt Nam thuộc tỉnh Kiên Giang, trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh, có hai người vừa dọn đến. Cô gái có làn da trắng xanh một cách quỷ dị, sức khỏe cũng không được tốt. Người con trai thì có dáng người cao ráo và một gương mặt tuấn tú. Điều kỳ lạ là ngày nào người con trai ấy cũng ra chợ mua về một con gà. Không lâu sau, hai người đó liền dứt khoát nuôi một đàn gà trong nhà. Vào một hôm trời tối, có gã say rượu vô tình đi ngang qua nhà của họ. Gã đã nhìn thấy qua cửa sổ hình ảnh cô gái kia đang uống một chén máu, bên cạnh là người con trai đang cầm con gà đã bị chặt đầu. Gã sợ hãi bỏ chạy về rồi kể lại cho mọi người nghe. Nhưng người trong thị trấn không mấy tin tưởng vào lời của một kẻ bợm rượu. Trước lúc nhà thờ bị cháy hoàn toàn, Đồng Tuyết đã lập tức đưa Mộ Sinh đến bệnh viện. Sau khi biết Mộ Sinh không còn nguy hiểm, Đồng Tuyết lần trời đi. Có một việc mà người khác không biết, đó là muốn giết thi quỷ thì không thể đâm xuyên qua như vậy, mà phải giữ cho cây nguyệt dao ở trong người của thi quỷ đến khi cơ thể bị thối rữa hoàn toàn. Hiện giờ cây nguyệt dao lại được làm thành một mũi tên, nên uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Dù vậy, vết thương của Đồng Tuyết vẫn rất nghiêm trọng, cơ thể cô đã bắt đầu thối rữa. Đồng Tuyết không cam lòng, sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không muốn bản thân có kết cục này. Nhưng bản thân sợ sẽ làm Mộ Sinh thất vọng. Đồng Tuyết không dám đi tìm người moi tim ăn. Đồng Tuyết suy nghĩ một chút, liền uống thử máu của động vật. May mắn là có hiệu quả. Tuy vết thương đã lành, nhưng Đồng Tuyết lại không giữ được năng lực cùng sức khỏe như trước.
Đồng Tuyết biết nếu chỉ uống máu động vật, cô sẽ không duy trì được lâu, nhưng lại thấy mãn nguyện vô cùng, bởi vì ở trước mặt Mộ Sinh, cô đã có thể sống thật với chính mình. Trong những năm tháng cuối cùng của Đông Tuyết, Mộ Sinh đã cùng cô đến Việt Nam định cư và trải qua những ngày tháng yên bình. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của tập truyện Đưa Quỷ Về Nhà, tác giả Hoa Của Quỷ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.